Em là Thế Vũ thôi chị, em là Thế Vũ, chị gọi em là Vũ nha. À Vũ. Okay. Dạ ok chị. À Vũ à, xin chào Vũ. Cảm ơn. Ok. Vũ ơi. Dạ. Ừ. Sao sao chị? À cũng mấy chục năm rồi bây giờ mới quay lại học tiếng Anh nên là cũng khó khăn đấy. Cố Dạ. gắng đồng hành với chị và giao giao nhiều bài tập cho chị. Cố gắng đốc thúc chị một tí nhá. Ok. Vì là chị cũng rất nhiều việc mà chị đang rất là cố gắng, bởi vì là sang năm thì các cháu sẽ đi định cư nước ngoài, thì chị sẽ phải ít nhất là 1 2 năm đầu là chị sẽ phải sang Úc với các cháu khoảng một một năm 1 đến 2 tháng. Ok Cái đó rất rất là cần với chị, nên rồi bây giờ chị cũng bắt đầu giảm giảm dần công việc để bắt đầu học. rồi em Nên hiểu, Vũ giúp chị nhá. em hiểu vấn đề đó nha. Ok chị. Ừ. Thấy chị thích học thì em sẽ cố gắng hết mức mà. Em nghĩ được hết á, hết đó chị, miễn mà chị có động lực thì chị chịu học là ok. Let's move to our lesson today. So the very first lesson, that is my friends. First one, we are getting to know each other. Ok, chị hiểu cái từ getting to know each other này là gì không? Order là gọi cái gì đó, lesson à? Each order này tức là với nhau á. Each order này. Em sẽ ghi ra cho chị ha. Each order nè. Order. Ok, thì getting to know each other có nghĩa là mình làm quen lẫn nhau. Đó, mình làm quen với nhau. Ok. Đó, getting to know each other. Đâu chị đọc, chị đọc thử cho em nghe này. Getting to know each other. Testing to know. Testing to know. Each other. Each order. Đúng rồi. Each order. Each order. Ok, chị nói là chúng ta sẽ làm quen lẫn nhau đi. Thì We are getting to know each other. we are getting to know each other. We are getting to know each other. Ok. Rồi. Vũ ơi. Vũ 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 đánh trên cái màn hình cho chị. We are getting to know each other. Thế khi nào mà chị có thể xem lại được cái bản đó? Nào chị? Cái nào chị? Chị có thể xem lại cái em viết ấy, thì chị xem vào đâu? Chị ghi luôn luôn cũng được, chị ghi luôn cũng được. Trên đây sau sau một lát xong một lát là không biết nó có sẽ lưu lại hay là không. Đó, em ghi sẵn trên cái chatbox cho chị đó. Đó, Em vào cái mục, chị vào cái mục nào để có thể nhỉ? đúng rồi, Ok, đây rồi. chuyện chung á, đúng rồi. We are getting to know each other. Rồi, rồi. Ok rồi. Rồi. Để em chị xem nào. Rồi trước tiên chị mình sẽ học introduce basic information about yourself, là mình sẽ giới thiệu những cái thông tin cơ bản của bản thân nè. Đó, mình sẽ giới thiệu những cái thông tin cơ bản của bản thân. Chị thấy cái chữ basic information này, basic information. Basic information. Alright. Very basic information. Okay, for the basic information. Vũ ơi, nó vừa bị ao ra Vũ ạ. Rồi ok chị. Chị thấy cái chữ basic information mà em ghi cho chị không? Basic Basic information. là thông tin cơ bản nha. Là thông tin cơ bản. Basic là cơ bản, information là thông tin. Chị đọc thử đi, basic information. Basic information. Rồi, ok. Introduce basic information about yourself là giới thiệu thông tin cơ bản về bản thân nè. Introduce là giới thiệu nè chị. Introduce là giới thiệu. Ok. Introduce. Đúng rồi. Rồi, mình sẽ giới thiệu gì? Nè, name nè là tên trước nha. Tên trước. Rồi mình sẽ giới thiệu về age là tuổi. Rồi sau đó mình sẽ giới thiệu về occupation là cái nghề A nghiệp. là F. Đọc là A hay là F? Cái nào? Age. A à? Tuổi là A à? Age. Age. Đúng rồi, Chứ age. không phải là, ngày xưa chị cứ đọc là O. Không phải. Không, Age. cái đó là year on. Year on nó khác, còn đây là age.
Age là nó là cái, nó là cái danh từ của cái việc mà mình hỏi tuổi á. Age. Rồi. Ok. Rồi occupation là job á, occupation là job là work á, là nghề nghiệp á, occupation. Đó. Vũ ơi, chị hỏi một tí này. Cái mỗi một cái bài này bọn em có cái giáo trình không? Dạ có chị, cái giáo trình là bên đó họ họ đưa cho chị đó, chị cứ hỏi cô muốn học tập Chị chị. đưa cho À, để chị còn in ra để chị còn chị học nó mới nhanh đúng được. rồi. Đúng không? Rồi Ừ. rồi hobbies and dreams nè, hobbies and dream là những sở thích và ước mơ. Ok rồi, đâu chị thử thử tự giới thiệu về bản thân về chồng bằng tiếng Anh thì bằng cái khả năng của chị thôi. Đâu chị, để em biết cái khả năng. My name is Loan. I 14 year old. I am teacher in finance department. I have three children. I live in Ngọc Khánh, Ba Đình Street. I always go to my office SAM Rồi. SAM come back 5 PM. Chị có nghĩ là go home về thôi, hay là come back, tại vì come back khi nào mà chị đi về từ một cái nơi, từ một cái nơi du lịch nào đó thì chị sẽ dùng come back. Chị nói là and I'm go home at đó. With me, my family is very very important with me. Very important to me. To me. Not with To me. Very important to My family is very very important to me. Cái dự định là gì nhỉ? Dự định là my plan, đây em sẽ viết cho chị. My plan, plan. I have the plans. Next year I go to my children's go to Australia. So I think now I hope I step by step study English. Study English help me giao tiếp là gì nhỉ? Try Communicate. Communicate. communication à? Nhưng mà khi mà chị nói giao tiếp không á là sẽ communicate, là sẽ là động từ. Còn cái kỹ năng giao tiếp tiếng Anh đây là English communication Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh là English skill. Communication communication skill. skill. Skill á, skill á, skill á. English communication skill. Alright. English communication skill help me in life in my life. Yeah. Alright, I see. Yeah, I see. Yes, thank you, Vũ. Yeah, thank you. So I'm gonna introduce shortly about myself. My name is Vũ, and I'm 23 years old, who is really younger than you a lot. And my job is working as an English teacher, a yoga coach, and a circus artist. Yeah. So I'm really happy to have the opportunity to be your teacher here today to instruct you in the right way in learning English communication skill to make sure that you're gonna get into your dream and you're gonna speak English more fluently. And honestly, right now I can see that you already have the basic communication skill already.
So you just need to work on it step by step, like you said before, and gradually you're gonna get it. You're gonna target your dream, and you're gonna reach your goal day by day. I hope so. Thank you very much for joining our class today, and I hope that my experience and my knowledge is gonna be helpful for you in the future when you apply it to your life or your work in general. Okay? Nhanh quá. Yeah, Thích right. Ok, nói như vậy là em thì em dạy tiếng Anh cũng em dạy mà kèm về tiếng Anh giao tiếp thì cũng 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 từ năm 2 rồi. Từ năm 2 bây giờ em cũng mới ra trường. I have just graduated from FPT University as a bachelor in English studies. Em học ngôn ngữ Anh á. Em cũng mới vừa tốt nghiệp thôi. Bên cạnh đó thì em cũng là huấn luyện viên yoga với lại là làm nghệ sĩ xiếc. Nice. Em sẽ giới thiệu cho chị nha. Cái từ yoga coach tức là huấn luyện viên yoga nè. Nó còn English thì phải là English teacher. Em đó. Chị có biết sự tại Yoga hot yoga hot hay là cot? coach, coach, yoga coach. Yoga cot. Đúng rồi, coach. À. Đó thì tại sao chị biết tại sao nó lại không dùng từ là yoga teacher mà nó lại là dùng yoga coach không? I don't know. Ok, coach ở đây là có thể là người ta cũng có thể gọi là thầy giáo hoặc là huấn luyện viên luôn á chị. Thì á nó cũng đều là dạy, but coach is using for training, teaching the way to train, and you're gonna teach it physically, tức là chị sẽ dạy những cái vấn đề nó liên quan đến thể chất nhiều hơn. Về thể chất nhiều hơn thì mình sẽ dùng coach. For the teacher one, for the teacher here, alright, teacher, when you try to teach something relating to mentality, I think something relating to mental stuff or knowledge, tức là khi nào mà chị dạy cái nào mà nó liên quan về về tinh thần hay là kiến kiến thức á, thì mình sẽ dùng teacher. Ok, coach là khi nào dạy những cái vấn đề mà liên quan đến thể chất vận động đồ á, Chất. coach giờ là hiểu Ok. coach. Ok, teacher dạy về kiến thức hoặc là tinh thần. Ok, nó khác nhau. Coach với teacher là vậy. Ok vậy. Alright, let's move to the next part. Ok, the outcome today is we're gonna learn how to introduce yourself in English. And the second one is the basic reading conversation in English. Ok, thì đầu tiên á mình sẽ học cách để mình giới thiệu bản thân một cách mình sẽ giới thiệu bản thân mình trong tiếng Anh ha. Thứ hai là mình sẽ học cái cách giao tiếp cơ bản khi mà mình gặp gỡ nhau chị. Mình hỏi thăm nhau cơ bản á. Ok. Đó, chị nhớ nè, greeting này là hỏi thăm nè. Chào hỏi nè, đó, greeting là chào hỏi. Ok. Reading, Yeah, reading. greeting. Ok. Ok. Ok, so thì dễ thôi. Chị biết là hello hi nè, hoặc là good morning là gì? Good morning là chào buổi sáng đúng không? Afternoon, good afternoon, chào buổi chiều, good evening là buổi chiều tối, còn good night là đêm. Đó. Rồi. Chị có biết thì theo chị á, chị mới gặp người ta thì chị muốn dùng hi hay hello hơn hay là muốn dùng mấy cái good afternoon, good morning này không? Mới thì chắc là phải dùng good morning, Đúng rồi, good chính xác. Tại vì khi mà afternoon mới á, thì chị sẽ nó mang tính lịch sự hơn. Tụi nước này. ngoài đấy, đúng rồi. Chị mà gặp tụi nước ngoài, chị mà lần đầu chị gặp á, hoặc là chị đi ngang qua đường mà chị gặp nó thôi, chị nói good morning hay là good afternoon vậy đó, thì nó sẽ nó lịch sự hơn và nó sẽ thích mình hơn. Đó, còn hi hello khi nào mà chị đã quen rồi đó, chị quen nó lắm rồi đó, như bạn bè rồi đó, thì mới hi hello thôi. Đó. Chứ còn mình chưa có gần gũi thì mình không nên say hi hay là hello. Mình sẽ nói good morning hay good afternoon gì đó. Đó, ok, nó sẽ khách sáo hơn. Đó. Rồi, ok. Ok, new words. It's not your dog. Ok. So now we're gonna learn the possessive adjectives. Like, it is your dog. It is not your dog. It's my dog. Ok. Thì về cái tính từ sở hữu này nè chị. Cái tính từ sở hữu này chắc chị cũng biết rồi, là khi mà cái nào mà của chị đó, đúng không?
Ví dụ như chị muốn nói là con của chị đi, con của chị thì là gì? Your children đúng không? Ừ. Ừ, đúng rồi, do Sau mà. này chị Ok. vào cái lớp sinh hoạt đi, vào lớp sinh hoạt đi. Ok, chị thử nói rồi. Chị thử làm nào mà diễn tả về những người con của chị á thì nó sẽ đó. Chị thử dùng cái câu nào này. My children. My children. Ừ. Của tôi là nó là chúng nó là của tôi, hoặc là sẽ là để im chị nhớ nào, my này, Đúng rồi. his này, của anh ấy là his Đúng này, rồi, của cô ấy là her này, đúng rồi. của 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 họ này, nó của nó him, thuộc về cái thuộc về của cái vật gì đó của nó là it's đúng rồi, it's đúng rồi. của họ là có phải là them không nhỉ? Của họ là there, there, there. Ve. Còn cái đâm á, khi nào mà mình chỉ họ 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 nó không phải là sở hữu nha. Đâm là mình nó đứng ở cuối câu á, tôi nói chuyện với họ đi thì I talk to them. Ok. Còn ví dụ như con cháu của họ thì là their dog. Đó. Rồi. Còn còn của chúng tôi là gì chị nhớ không? Của chúng tôi. Us. No, us là nó cũng giống như đâm vậy á. Đây là hour. We house Hour đúng rồi, hour. Đó. our 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 Đó, đúng rồi. Ok. Ok, dễ chị quá. Ok, what's your name? name Đúng rồi. Ok, thì chỉ có hai cách trả lời thôi. Thì my name Loan hoặc là I am Loan. Đó, có hai cách. Ok, dễ. Loan. Ok. Good morning. My name is gì đó. Rồi, good morning em. Rồi, chị nhớ nha. Khi mà chị chào hỏi xong, chị giới thiệu. Nè, khi mà chị vừa chào xong, chị sẽ giới thiệu tên chị liền. Rồi chị nói very nice to meet you, rất vui được gặp bạn. Very nice to meet you. Ok. Nice to Đúng meet rồi, nice to meet you. Hoặc là này nè chị. It's nice to meet you. Nếu mà nói đúng ra mà không có viết tắt đó là it's nice to meet you. Đó, cái đó là khi It's nice to nó meet mới gặp vậy. Còn khi mà chị muốn kết thúc cái buổi trò trò chuyện ấy, thì lại nói như vậy chị. It was nice meeting you. Đó chị nhớ nha. It was nice meeting you, xong rồi nói goodbye. Nó chị gì nhớ. Một cái là it's nice to meet you. Rồi xuống xuống dưới khúc cuối á, it was nice meeting you, khi mà đã nói xong hết với nó rồi đó. Khi mà đã nói chuyện xong hết rồi. Rất vui được có cái cuộc gặp này bạn. Chào tạm biệt. Và it was nice như vậy. It was nice meeting you, không phải là to meet nữa. It was nice meeting you. Đó, ok. Rồi. It's vừa nay chúng mình tình yêu là rất là vui vì cái cuộc đã có cái cuộc gặp này đúng không? Đúng rồi, it was nice meeting you thôi nha, không không có to meet nữa. It was nice meeting you. Ok. Còn mới gặp là it's nice to meet you hoặc là very nice to meet you hoặc là nice to meet you thôi. Đó. Ok, đâu chị thử ghép vô chị thử nói đi. Chị thử nói ba cái này nè. Đó, nói không? Good morning, Miss Vũ. Mr. Vũ, My Mr. Vũ. name Mr. Vũ. My name is Loan. Nice to Ok, thank you. Nice to meet you too. meet Ok. you. It's nice missing you. Thank you. Ok, là chị, bây giờ ha. Em sẽ là A đi, chị sẽ là B ha. Mình sẽ đọc ha, ok. Ok. Good morning, Loan. How are you? Good morning, Mr. Vũ. I'm very good. Yeah. Thank you. How are you? Here. Chị đọc hết luôn. I'm fine, thank Okay. What do you do? you. What do you do? Phải bạn làm nghề gì không nhỉ? Đúng rồi chị, chính xác, chính xác. I'm a teacher in University, Hanoi. Yeah. Yes. Okay. I am a teacher too, but I am just an English Yeah. teacher at FPT University, at Ho Chi Minh City. In Ho Chi Minh City. Yeah. Okay. Yes. You are in Hà Nội, I'm Yeah. in Ho Chi Minh City. Okay, nice to meet you. Yeah.
Yes, nice to meet you Ok, vậy thì khi mà mình hỏi về cái công việc á, thì cái dễ nhất mà của chị nãy là what do you do đúng không? Rồi, còn too. thêm nữa là what is your job? Ừ. Job. Đúng rồi, what is your job? Nó nhớ thì chị nhớ hai cái bạn đó trước. What do you do với what is your What job? do you do? What is your job? Rồi khi, để mà trả lời Yes. thì ví dụ như nó hỏi cho nó hỏi chị là what is your job đúng không? Mà nếu mà chị không có muốn nói là I am a teacher thì chị sẽ nói là my job is đó vậy thôi. My job is cái gì đó. Đó, ok. Yes. Ok. That's it. So we have the exercise here. Rồi ok. Bây giờ now you're gonna fill in the blank here. You're gonna use the words that they have given before and fill in the blank in the conversation between two people. Ok. Rồi bây giờ chị điền vô đây. Alright, dễ. Nó có cho sẵn chị mấy cái từ này nè, chị điền vô thôi. Chị đang chưa biết tìm vào cái chỗ nào á. Nè Vũ nè ơi, nè, buổi học đầu tiên bây giờ chị đang xem ở trên máy điện thoại, bây giờ chị chả biết tìm cái bài tập nó ở vào đâu này. dạ không, chị thấy ở trên đây chưa, chị thấy ở trên cái bảng chưa? Chị thấy em đang đánh là what is your job này, my job y này. Dạ đúng rồi, nhưng mà ý là cái slide này nè, chị có thấy Chị cái không nhìn thấy slide. ủa kỳ vậy? À đây, đây 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 bây giờ chị mới tìm thấy slide đây. Alright, Ok đây vào. alright, Ok. alright, alright, Ok. alright. À, hay gì nãy giờ chị không Chị thấy. biết rồi, ok. Ok. Nãy giờ chị không có nhìn thấy slide. Ok. Alright. Rồi, ok, chị điền vô đi. Hello. Rồi. Rồi, chị đọc luôn. Dễ mà chị, cố lên. Read it. Bắt đầu từ đây Hello. hả? Paula hả? I'm Paula. Rồi, tiếp tục. What's your name? Đúng rồi. Hello. Rồi, tiếp tục. Hello, my angel. Nice to meet you. My name's Angel. Hello, okay, my name's Angel. Nice to meet you. Angel, nice to meet you Ok, rồi cái thứ hai giữa too. Lena với AM. Ok. No. Hello, Amit. Nó Vâng. cho mình hai nè, nó cho mình hai, nó cho mình hai nè. Hai mà chị Hi, yes. hai am hai em. Hi, I'm Miss. Hi, Lena. How are you? Đúng rồi. Hi. Đây là bạn có khỏe không đúng nhỉ? Hi, Lena. How are you này? How I'm are fine, thank you. I'm fine, thank you. you? Không, nó cho chị ở Lena. là I am good. Nó tại giờ đây I'm good. I'm good. I'm Okay. good, I'm thanks. good. Thanks. And How you? are and you? How are you? I'm okay. Thank you. Ok. Thank you. Ok. Có Thanks. đúng không? Ok. Dạ dạ đúng, đúng nhưng mà giờ dạ, chị nhớ nè, khi mà nó hỏi chị how are you á thì sẽ có hai cái trả lời cơ bản thôi, là I'm fine, I'm good, chị nhớ vậy thôi. I'm fine là cái chị biết rồi, hoặc là I am good. Ok. Nếu mà chị nói chị không khỏe là I'm not fine, hay là hoặc là I'm not good. Ok. Hoặc là I'm not feeling well today, đó kiểu 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 vậy. Rồi ok. Tiếp luôn chị. Có là bên hàng bên cột này nữa. Còn Hello, Google. What's your name? Hi, my name Liam. Nice to meet you. Nice to meet you too. ok, chị nhớ nè, Hello. my name's Lion, đừng có thiếu cái phải s. My name's Lion, hoặc là chị đọc ra my name is Lion chứ đừng có thiếu my name Lion đó. My name's Lion, nó phải có cái gì nữa. Rồi rồi, tiếp. Hello. Hello, Alexi. Let's Hi, see. hi color. How are you? I'm I'm very good. I'm good. Thank and you? I'm okay, thanks. okay, đó mình cũng có cái từ I'm okay nữa ha. Alright. Ừ. Ok, next one. Ok.
Now we're gonna make the reading conversation. Ok, mình sẽ hình thành nên một cái cuộc gặp gỡ hả chị, một cuộc gặp gỡ trong họ hỏi hỏi thăm. Ok, chị thấy nè, chị thấy này nó hơi nhỏ xíu nè. Hằng Stephen bên trái nó nói nè: Hello, I'm Stephen, what's your name? Hello, my name đó, nice to meet you, you too, rồi dễ rồi đó. I'm fine, ok, let's see. Fill the blank. Ok chị thấy nó đợi xin. Ok. Ok, bây giờ chị thấy thường thường cái này nó sẽ là gì ta? Cái này nè. Đàn ông. Alright, greeting people. Ok. Ví dụ như là thằng này nó sẽ nói là hello, nice to meet you kiểu gì đó. Ok. Còn cái này nó sẽ hỏi em cũng chưa hiểu cái này nha. No. Ok, nói chung là cái đại nó cũng vậy thôi chị. Nó cũng vậy thôi, nó cũng là gõ chào hỏi vậy thôi. Ok, that's it for our lesson today. So I'm gonna summarize what we have learned today. The first one, how to introduce yourself in English. Đó, thì khi mà chị gặp ai đó mà chị không muốn người ta hỏi mà chị muốn giới thiệu trước á, thì chị sẽ chào luôn, chị chào và chị giới thiệu tên, my name gì đó, rồi I am 40 years old đó, hoặc là cái trả lời là my age is cũng được, my age is 40 đó, tuổi của tôi là 40. Nếu mà chị không có muốn nói cái year thì chị nói là my age is, em có ghi bên cái chat box. Alright, ok. Rồi sau đó chị mới nói là my job is, hoặc là I am a teacher in financial university đó. Ok. Rồi đó. Chỉ cần giới thiệu về name nè, giới thiệu về tuổi nè, giới thiệu về occupation job á, là giới thiệu về nghề nghiệp, rồi cái nơi mình làm luôn, rồi mình sống ở đâu nữa, mình sống ở đâu. Đó, rồi mình nói về cái hobby. Chị nên nhớ nha, sau khi hết những cái đó rồi thì mình nên nói về cái sở thích của mình, Sở thích. rồi rồi cái ước mơ có thể có hoặc là không, nhưng mà cái sở thích là để cuối cuối cùng, rồi sau đó cái ước mơ, cái nguyện vọng của mình, cái nguyện vọng có thể có hoặc là không, mà chỉ cần giới thiệu thôi. Đó là xong một bài giới thiệu. Ok, nào chị thử một lần nữa giới thiệu về tự tự giới thiệu theo cái cấu trúc em đưa ra coi cho nó nhuần nhuyễn luôn. Hi, Mr. Vũ. My name is Loan. My job is teacher. Khoan, giới thiệu My job. tuổi chứ nào, tên xong tuổi theo thứ tự đàng hoàng, tên xong tuổi. My 14 year old. My job is Có được không? My job is teacher. Rồi được được dạ được được chị. My job is teacher. I live in Ba Đình, in Hanoi. Hanoi in Việt Nam. I have three children. Yes. My family is in very important in my life, so I hope next year I go to Australia with my children. So I always now so so I look I hope I try I try I try to study English, studying thick every day. Lúc nãy em bảo chị là nó giúp cho cái giao tiếp tiếng Anh là cái gì chị lại quên mất nhỉ? Gonna be helpful for your English communication skill. À, nó Communication. dài quá. Chị đọc anh là communication, Com com communication. 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 Communicate với chị, communicate.
Communication. Communication, 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 đúng rồi. Communication. communication, yeah. Đúng rồi. Ok. Communication, yes. Đó. Rồi, đúng rồi. Ok, hết đó. Ok, chị. Ok, ổn đó chị. Ổn. Ok. Gonna be helpful for your English communication skill. Rồi, ok. Viết lại cho chị cái tờ đấy từ đấy nhé. Ok chị, nãy có biết chưa? Ok Nhớ đó. nhớ nhớ dịch cho chị cái. Skill, kỹ năng giao tiếp. Đây. Đó, communication skill. Communication skill. Chị sẽ nhấn âm 3. Ở đâu? Communication still. Communication. Nhấn âm 4 nhé, Communication. nhấn âm 4, nhấn cái chữ K á, nhấn trước cái chữ sần á, là đó, communication, Communication. Communication. communication, Communication. đúng rồi, communication, Communication. đúng rồi chị, đúng Yes. rồi đó, chính xác, ok, đúng rồi đó. Để mình đọc giờ nhiều lần nó sẽ nhớ, là mình dùng nhiều lần nó sẽ nhớ rồi. Rồi ví dụ như chị nói gì đó xong rồi nó sẽ hỏi chị thêm, ví dụ như là chị làm việc ở đâu, chị làm việc ở đâu thì sẽ là where, đây em viết này, where do you work for, where do you work for, where do you work for, hoặc là what is your company. Thì bác chị sẽ trả lời, ví dụ như chị nói là I am teaching at rồi cái university gì đó, đó hiểu không, I am teaching at, Where mà, ở nơi đâu cơ mà. đúng rồi, Nơi đâu có phải cái địa chỉ của nó không, hay là chỉ là cần nói đến cái việc là ấy thôi. chị chỉ cần nói là chị làm ở đâu thôi đó, chị nói thẳng là chị đó, chị đang làm ở đâu, thì kiểu như chị đang dạy ở đâu thì I am teaching at đó gì đó, university gì đó. Còn khi nào mà nó hỏi chị là what is your address, what is your address, thì nó mới là địa chỉ. What is your company address, what is your company address, thêm chữ company vô đó nữa. My company is the hàng cháo Đúng rồi. đúng chưa? Strict đúng không? Thì phải thêm cái chữ on vô nữa. On On hàng rào strict. Đúng không? On, đúng rồi. à. Đúng rồi, phải thêm on. Chị nhớ nè, ví dụ như ở cái công ty đi, ở công ty hay là ở cái trường á thì mình sẽ dùng là at. Còn khi mà ở trên thì ở trên cái đường nào đó, ở khi nó chị muốn nói là ở cái đường nào đó thì phải dùng on. Còn khi nào dùng in 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 là khi nào mà ở, ví dụ như là ở bên trong nhà hay là trong cái địa điểm nó lớn hơn, hoặc là chị nói là chị đang ở Việt Nam hay là ở thành thành phố nào đó, nó mang cái lớn hơn hiểu không, nó mang cái lớn hơn đó. Nói chung là cái on nó sẽ là nhỏ nhất, ví dụ như ở trên đường đi đó thì nó sẽ là cái phạm vi nhỏ. Còn ví dụ như at ở một cái địa điểm nào nào đó, một cái địa điểm như công ty hay là trường đại học đó, hay là cái khu trung tâm gì đó thì nó là at. Còn in á, in là cái phạm vi nó lớn hơn nữa, ví dụ như ở ngay thành phố hay là tỉnh nào đó, nước nào đó thì là in đó. Ok đó, nhớ vậy, cứ 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 đường là on. Còn Ok em. Ok. Tí nữa chị xem lại cấu trúc in on. Chị phải ghi ra không chị? Đơ lắm. Rồi new words mình cũng đã học hết rồi, những cái từ mới ha, học rồi ha. Rồi basic greeting conversation in English. Ok thì khi mà gặp người ta hỏi rồi chị nhớ là cái cứ cứ what's your name, rồi cứ hỏi bình thường, hay cứ hỏi là are you fine hay là what do Yes. you do, what is your job gì đó. Yes. Rồi nice to meet you vậy thôi, đúng rồi, nice to meet you thôi. Ok. Yeah, Ok. so that's it for our lesson today. Ok, do you have any question? Yes. Yeah. No, no, Alright. Em Ok. vừa hỏi chị câu, có phải câu là bạn còn có muốn hỏi thêm cái gì nữa không Đúng đúng không? rồi, đúng rồi, đúng rồi. Do you what's the question?
to you. have, đây em viết cho nhau. Do Do you you have have two questions? any question? Any question? À, có còn câu hỏi nào cho tôi nữa không, đúng không? Yeah, Ok. do you have any questions? Okay. Đó. Alright. Còn để Thank trả lời chị nói là no, I don't. No, I don't. Rồi, thank you. Đó. No, I don't. Thank you. you. Alright. Ok. Làm thời buổi Yeah. đầu mình sẽ Alright. học như đó chị. Ok. Yeah. Thank Dạ, cứ cứ cố lên vậy, chị nói được chứ bộ, chị nói được chứ bộ. Dạ, bây giờ mình sẽ làm cho nó trôi chảy hơn, như là để cho chị suy nghĩ nhanh hơn, để mà nó thank Vũ ơi, vậy thì Vũ Vũ có thể cho chị một cái ví dụ những cái giáo trình này nhá, nhưng mà chị đang muốn là em có thể tìm cho chị một cái quyển sách nào đó để mà chị hàng ngày chị có thể tập, chị có thể đọc ví dụ như là từ mới này, word này, chị có thể xem trong cái quyển sách đó và chị có thể trôi chảy hơn, thì có quyển sách nào mới không? cái trò dễ hơn đó. Bây giờ chỉ còn một cách thôi là chị nghe tiếng Anh nhiều, ví dụ như chị lên YouTube á, chị nghe tụi nó nói tiếng Anh nhiều, rồi chị nhìn phụ đề cũng được, xong rồi chị cái lúc mà chị suy nghĩ đi, ví dụ như chị suy nghĩ cái gì trong 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 đầu chị á, chị cũng phải suy nghĩ bằng tiếng Anh luôn, không còn là suy nghĩ bằng bằng tiếng Việt nữa. Nó có thể là suy nghĩ cái đầu nó, ví dụ như gặp có những cái từ mà chị chưa có biết á. Đó, chị có những cái từ chị chưa có biết thì chị có thể tra từ từ điển luôn cũng được. Chị tra từ điển cái từ từ nó sẽ hình thành cái thói quen, nó sẽ nhớ nhớ từ, là cái vốn từ cho nó sẽ bắt đầu nhiều lên nè. Nó đầu mình suy nghĩ bằng bằng tiếng Việt. Rồi mình thấy cái đồ vật gì trong nhà mình cũng tập mình nói gì đó. Ok. Còn mình đó rồi Thank you. đúng rồi, đến lúc học thì lên đây sẽ nói em sẽ correct chị nhiều cái hơn, là cho chị thêm từ vựng nữa, chị sẽ có nhiều hơn, từ từ nó sẽ thành cái phản xạ là quen, là chị nói được. Bây giờ chị đã nói được rồi, bây giờ chị đã nói được rồi, mà để khiến cho nó trôi chảy hơn, nó lưu loát hơn là sẽ ok thôi. Đó. Okay, thank Alright, you. don't worry, you're gonna get Yes. it. Alright, Okay, thank you. thank you so much, have a nice day, thanks for joining our podcast. Yes. Okay, see you. Yes. Bye bye. See you next week. Thank you. Have a nice Yes. weekend. Have a nice weekend. Yes.